Hello anh em, đang chơi trời anh em ạ. Ủa, mình đang chơi trời anh em. Coi hoài điện thoại mấy thứ đấy là em mới mở được anh em ạ. Tất cả anh em nhá, mình vừa mới ký quả cam kết đây. Thì mình sẽ ra biển mình chơi mấy trò lướt sóng các thứ đã anh em nhé. Không biết quay được không anh em ạ, nhưng mà chắc là sẽ quay được đấy. Đầu tiên là mình sẽ chơi quả trò calo kéo tất cả mọi người ở sau luôn đi ra biển đó. Còn trò thứ hai thì mình sẽ biểu diễn sau anh em nhé. Đây mọi cho mọi người xem bãi biển này mọi người. Bãi sau thì nó sẽ nổi tiếng ở những trò chơi anh em ạ. Tắm thì không biết, cũng nhiều người tắm thì nó sẽ nổi tiếng những trò chơi hơn. Rất nhiều trò chơi ở đây luôn anh em ạ. Mình và mọi người cùng trải nghiệm nhá anh em nhá. Trải nghiệm bãi sao Phú Quốc, bãi tắm to nhất Phú Quốc, đông người nhất Phú Quốc. Xuân nhiều trò lắm. Nhiều trò lắm anh em ạ. Đi tí luôn anh em nhá. Anh mình sẽ tàu hết cái chỗ đồ ăn nhanh này để xuống biển chơi anh em ạ. 5 minutes later. Anh ơi, anh biết quay video không? Ok anh em, anh mình vừa trải nghiệm xong trò calo kéo phi thuyền anh em ạ, phi thuyền giấy. Trò thứ hai mình sẽ chơi là trò bay dù anh em ạ. Trò bay dù, em sẽ lên trời để mà tìm đường cứu nước anh em nhé. Mấy người mấy người? Đấy, bây giờ mình bắt đầu chuẩn bị công tác. Bạn. Hello anh em. Đang chơi trời anh em ạ. Ủa. Mình đang chơi trời anh em. Coi hoài điện thoại mấy thứ đấy là em mới mở được anh em ạ. Rồi đúng luôn này. Đúng luôn.
Anh em à? Đúng luôn anh em ạ. Sau khi anh em hạ dù, anh em sẽ được lên thuyền để các chú các bác trèo về. Bơ luôn anh em. Hả? Bây giờ thì mình sẽ... Hello anh em, vừa thử mấy trò mạo hiểm thôi anh ạ. Trò cuối cùng của anh mình chơi nó sẽ là trò đi calo. Đây là cái gì anh nhỉ? Mình sẽ lên đây và anh mình lái con này ra ngoài biển anh em nhá. Trong thời gian mình lái thì không biết mình quay cho anh em xem không, nhưng mà tạm thôi được anh em ạ. Hello anh em ơi.